Nhà anh Phong không ạ? Tìm anh Phong có chuyện gì? Em có chút chuyện ạ. Có chuyện gì? Anh Phong ra ngoài ạ. Tung tích của đại ca không phải ai cũng nói cho biết được đâu. Em chờ một tí cũng được ạ. Trong lúc chờ, em có chút hoa quả mời các anh ạ. Đưa anh cầm cho đỡ nặng nào. Con gái thì có thể ưu tiên được. Đi vào trong nhà ngồi đi. Tớ sẽ có cách để làm cho anh ấy vui lên. Thế cậu có cách gì? Sáng mai sẽ sang. Nhưng cậu phải nói cho tớ biết là anh ấy thích cái gì. Thì anh Phong thích chị Linh. Không phải thích ai mà là thích cái gì cơ mà. Ví dụ như là buổi sáng anh thích ăn gì, anh thích uống gì, anh thích xem phim gì. Mà này, buổi sáng anh thích mặc đồ như thế nào? Cởi chuông. Mai Mai. Muốn đợi đại ca, để tôi đánh thức anh ấy đã. Bình tĩnh. Anh cứ để cho anh ấy ngủ. Em chỉ muốn ngắm anh ấy ngủ tí thôi. Này, vào phòng đại ca này có thấy ngại không? Gớm. Anh cứ làm như là em ăn thịt đại ca của các anh không bằng ấy. Mà thôi, hai anh ra ngoài trước đi. Em chỉ ở lại ngắm đại ca cay một tí thôi. Đi. Cô làm gì đây đấy? Anh dậy rồi à? Đồ bò đồ đất, quần áo của tao đâu rồi? Đâu rồi? Đây này. Đưa cho tôi. Đây ạ. Ê, khoan. Sao? Cô cứ để đấy, cô đi ra ngoài đi. Không phải ngại đâu, anh cứ mặc vào đi. Mặc vào đi. Mặc vào đi mà. Này này, cô còn là con gái nữa không đấy hả? Không thấy ngại à? Em nhìn thấy hết rồi, sao mà phải ngại nữa? Anh cứ mặc vào đi. Cái gì? Cô nhìn thấy hết rồi á? Lúc nào? Ôi, tôi xin cô đấy. Cô đi ra ngoài để tôi mặc quần áo. Em để đây vậy nhá. Cái gì nữa? Anh nhanh lên nhá. Biết rồi.